Xin thân án mến chào quý thính giả đã đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Quỳnh Anh. Và sau đây mở đầu sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden đã quyết định cách đáp trả cuộc tấn công quân nhân Hoa Kỳ tại Jordan. Tổng thống Biden hôm qua cho biết rằng ông đã quyết định cách đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm các quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordan, trong khi ông cân nhắc trừng phạt phiến quân được Iran hậu thuẫn mà không gây ra một cuộc chiến tranh lớn hơn. Phát biểu với báo giới khi ông lên đường đến Florida vận động tranh cử thì Tổng thống không cho biết chi tiết về quyết định của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn với các cố vấn hàng đầu tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng theo phát ngôn viên an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby thì Hoa Kỳ có thể đáp trả nhiều hơn một lần. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không cần một cuộc chiến tranh rộng hơn tại Trung Đông. Tương tự phát biểu của các quan chức khác hôm thứ Ba nói rằng Hoa Kỳ không muốn tuyên chiến với Iran. Ông Biden cân nhắc những lựa chọn và kỳ vọng là sẽ có cuộc tấn công trả đũa, nhưng chưa rõ thời điểm đáp trả. Và khi được hỏi ông đã quyết định cách đáp trả cuộc tấn công hay chưa thì nói rằng ông đã quyết định khi được hỏi có phải Iran phải chịu trách nhiệm hay không, thì ông Biden nói rằng Iran phải chịu trách nhiệm theo ý nghĩa họ cung cấp vũ khí cho những kẻ thực hiện cuộc tấn công. Ba quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng, ít nhất 4, 34 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân được Iran hậu thuẫn nhằm vào lực lượng Hoa Kỳ tại Đông Bắc Jordan gần biên giới Syria. Tổng thống Biden bị áp lực là phải đáp trả mạnh với phía Cộng hòa cáo buộc ông để cho lực lượng Hoa Kỳ trở thành dễ bị tấn công. Kính thưa quý vị, trong phần tin Hoa Kỳ, nói về Portland tại Oregon công bố tình trạng khẩn cấp về fentanyl. Nhiều lãnh đạo ở Oregon hôm thứ Ba công bố tình trạng khẩn cấp ở trung tâm Portland vì cuộc khủng hoảng y tế công cộng và an toàn công cộng do fentanyl gây ra. Thống đốc Oregon Tina Kotek, Thị trưởng Portland Ted Wheeler và Chủ tịch quận hạt Metnoma Jessica Vega Pedersen công bố tình trạng khẩn cấp trong 90 ngày, trong đó sự phối hợp và đối phó sẽ do trung tâm chỉ huy đảm nhận. Ba cấp chính quyền chỉ đạo các cơ quan của họ phối hợp với nhân viên đối phó ban đầu tiến hành kết nối những người nghiện opioid tổng hợp với các đơn vị hỗ trợ như chương trình chữa trị cai nghiện và truy quét mua bán ma túy. Bà Kotech nói rằng, Đất nước và tiểu bang chúng ta chưa bao giờ thấy một loại ma túy gây nghiện chết người như thế này và tất cả đều tìm cách giải quyết. Tình trạng khẩn cấp được công bố theo đề nghị từ nhóm đặc nhiệm do thống đốc thành lập. Những người nghiện fentanyl tiếp cận với nhân viên đối phó với ban đầu ở trung tâm Portland trong 90 ngày tới sẽ được trung tâm chỉ huy mới này hỗ trợ nhân viên có thể kết nối người nghiện với các nguồn lực khác nhau, từ trung tâm chữa trị nghiện ma túy đến gặp gỡ bác sĩ sức khỏe hành vi để ghi danh nhận tem phiếu thực phẩm. Ông Mike Bayers, giám đốc bộ phận an toàn cộng đồng của Portland, sẽ là trưởng nhóm chỉ huy của thành phố. Ông Nathan Reynolds, phó giám đốc chính sách của Văn phòng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tiểu bang, sẽ là chỉ huy của tiểu bang. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát Portland sẽ mở rộng hợp tác với cảnh sát tiểu bang Oregon để tuần tra chung đường phố trong khu vực trung tâm ngăn chặn mua bán Fentano. Vẫn liên quan đến Tổng thống Biden thì ông sẽ gặp công nhân nghiệp đoàn UAW tại Michigan. Tổng thống Biden sẽ đến Michigan trong ngày thứ Năm để gặp gỡ các thành viên nghiệp đoàn United Auto Workers tại một sự kiện ở khu vực Detroit. Chuyến đi đến tiểu bang chiến trường này diễn ra một tuần sau khi nghiệp đoàn ủng hộ cuộc tái tranh cử của ông Biden với chủ tịch nghiệp đoàn là Sean Fenn, phát biểu nhiệt huyết tại Washington nhưng cũng mạnh mẽ chỉ trích cựu tổng thống Trump. Ông Fenn nhắc lại lập trường ủng hộ nghiệp đoàn của ông Biden và việc ông quyết định trở thành chủ tịch đầu tiên tham gia cuộc đình công năm ngoái trong cuộc đình công của công nhân yêu cầu tăng lương và thành công. Trong khi ông Trump thì không thực hiện tương tự trong cuộc đình công phản đối công ty General Motors năm 2019. Ông fan đã nhấn mạnh rằng thay vì xúc phạm nghiệp đoàn thì Tổng thống Biden đứng bên cạnh nghiệp đoàn. Ông Fan và ông Biden trước đó có nhiều bất đồng lớn về chính sách xe điện và sự ủng hộ này là có lợi cho ông Biden tại Michigan và những tiểu bang sản xuất khác. Trong bài phát biểu, ông Fan có nhắc lại ông Biden có lịch sử phục vụ về tầng lớp lao động, trong khi ông Trump chống lại tất cả những gì nghiệp đoàn đấu tranh. Ông Trump phản ứng tức giận trên mạng xã hội True Social và gọi ông Chauvin là người cứng đầu và là kẻ ngốc nghếch, đồng thời kêu gọi công nhân, nghiệp đoàn bỏ phiếu cho ông thay vì ông Biden trong tháng 11. Ông Trump cũng mạnh mẽ chỉ trích những chính sách về xe điện của Tổng thống Biden. Qua tin Hoa Kỳ tiếp theo, Cuộc họp thượng đỉnh tập trung vào giải quyết nạn thù ghét gia tăng ở Bay Area và California. Theo thống kê của tiểu bang và liên bang, tội thù ghét gia tăng ở California và Bay Area. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở San Francisco hôm thứ Ba, các lãnh đạo cơ quan thi hành luật pháp cho biết họ lo ngại tội thù ghét thực tế cao hơn nhiều vì nhiều người không trình báo khi họ là nạn nhân. Cuộc họp do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tổ chức quy tụ các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang để bàn thảo những vấn đề xoay quanh tội thù ghét ở California. Cuộc họp cũng thảo luận cách giải quyết nạn thù ghét gia tăng trong khu vực. Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta cho biết, theo thống kê mới nhất năm 2022, tội thù ghét tăng 20% ở tiểu bang. Ông cho rằng con số thực tế có thể cao hơn. Nhiều nạn nhân của tội thù ghét không trình báo với nhà chức trách một phần là vì một số người cảm thấy không thoải mái khi gọi điện thoại cho cảnh sát nếu họ phải chịu đựng một vụ thù ghét một phần vì không phải tất cả các cơ quan đều ghi nhận và giải quyết tội thù ghét như nhau đây là vấn đề mà ban tổ chức cuộc họp hy vọng những cơ quan này có thể hợp tác với nhau các lãnh đạo cũng hy vọng có thêm dữ liệu và nâng cao nhận thức về thực trạng này các tổ chức như stop aapi hate và Hiệp hội Quốc gia về sự tiến bộ của người da màu NAACP cũng tham dự cuộc họp. Các nạn nhân của tội thù ghét có thể gọi đến đường dây nóng mới qua số 833 866 4283 để trình báo và nhận hỗ trợ. Bộ Tư pháp mới đây điều tra chi tiêu an ninh của dân biểu Cory Bush Dân biểu Cory Bush cho biết rằng Bộ Tư pháp nên đang điều tra khoản chi tiêu cho an ninh của ban vận động tranh cử của bà và bà hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra. Bà Bush là một thành viên của nhóm cấp tiến Hà viện mang biệt danh The Squad, nói rằng bà đối diện nhiều đe dọa ngay cả trước khi bà nhậm chức tháng 1 năm 2021 và sử dụng ngân sách vận động tranh cử cho an ninh. Bà phủ nhận sai phạm, bà cho biết là một thành viên bình thường tại Hà viện, bà thường không được hưởng quy chế bảo vệ cá nhân của Hà viện bà không sử dụng tiền thuế liên bang cho việc bảo vệ an ninh cá nhân. Theo bà Bush thì cáo buộc tập trung vào vai trò của chồng bà trong ban vận động tranh cử và chồng của bà tham gia vào nhóm an ninh của bà vì ông có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ủy ban bầu cử liên bang và Ủy ban đạo đức Hạ viện cũng đang điều tra ban vận động của bà. Và bà nói rằng văn phòng đạo đức Quốc hội cũng tiến hành cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng và không phát hiện sai phạm. Họ thứ hai thông báo chính thức được đọc tại Hạ viện cho biết rằng cảnh về của Hạ viện đã nhận được trác đòi của đại bồi thẩm đoàn và tuân thủ trác đòi này. Thông báo không cho biết chi tiết về sự việc. Bà Bush đã nói về đối diện khó khăn kinh tế trước khi được bầu cử như bị trục xuất 3 lần và sống trên xe với con của bà một thời gian. Tháng 7 năm 2021, bà ngủ phía trước điện Capitol để phản đối chấm dứt quy định hoãn trục xuất thời đại dịch COVID-19. Hội đồng thành phố New York bác phủ quyết của thị trưởng về lệnh cấm biệt giam và dự luật cảnh sát. Hội đồng thành phố New York hôm thứ Ba bỏ phiếu đã bác việc là thị trưởng Eric Adams. Phủ quyết hai dự luật được hội đồng thông qua tháng trước, gồm một dự luật cấm biệt giam trong các nhà tù thành phố và dự luật kia quy định cảnh sát và ghi chép mỗi khi chặn người dân lại kiểm tra. Khi thông qua những dự luật hồi tháng 12, thì các nhà lập pháp gọi biệt giam là tàn bạo và tra tấn và cho rằng nó làm tăng nguy cơ thương tích hay tử vong đối với người bị giam giữ. Thị trưởng và nghiệp đoàn đại diện nhân viên bảo vệ nhà tù của thành phố lý luận là một lệnh cấm như vậy thì sẽ tăng thêm khó khăn cho việc bảo vệ nhân viên nhà tù khỏi bạo lực từ người bị giam giữ. Phần lớn là những người đang chờ xét xử, bị từ chối hoặc không đủ khả năng nộp tiền bảo lãnh tại ngoài, theo đạo luật How Many Stop Act, thì cảnh sát sẽ phải ghi chép thông tin căn bản về người họ xét hỏi khi chặn lại kiểm tra. Tại sao cảnh sát chặn người dân lại và cảnh sát có dùng vũ lực với người họ xét hỏi hay không? Khi phủ quyết hai dự luật, thì thị trưởng Adams cho rằng quy định báo cáo mới sẽ làm cảnh sát sao lãng khỏi công việc của họ. Các nhà lập pháp trong hội đồng thành phố lý luận luật này chỉ là phần mở rộng của quy định báo cáo hiện hành và cảnh sát có thể dễ dàng thực hiện. Hội đồng bỏ phiếu với 42 phiếu ủng hộ, 9 phiếu chống để bác cả hai phủ quyết. Và sau cùng bỏ phiếu của hội đồng hôm thứ Ba, thị trưởng cho rằng luật mới sẽ làm người dân New York cảm thấy kém an toàn hơn trên đường phố. Và đó đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ sau vài phút quảng cáo sẽ là phần tin quốc tế.